Lên 1 2 3 4 5 6 7 lên 1 2 3 4 5 6 7. Ok. Và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Vi. Tiếp tục bên em đang test một cấu hình combo rơi vào tập 17 triệu hơn 17 triệu một chút cho bác Nhuận Nguyễn ở Quảng Bình. Bác đã rất là tin tưởng đến những sản phẩm của Nam Huy cũng như là EB Pro để lựa chọn cho mình một cấu hình combo. Và cấu hình combo này thì bên em sẽ khuyến mãi cho bác thêm một bộ mic không dây, đó là bộ mic không dây 393. Như các bác vừa sẽ nghe qua một chút, khi mà em alo cái tiếng mic này thì rất là bắt tai đúng không ạ, và nhẹ, thực sự là rất là nhẹ luôn đối với cấu hình combo lần này đúng không ạ, chỉ trên 17 triệu đồng một chút. Thì chúng ta bắt đầu đi chi tiết sản phẩm cấu hình combo của bác Nhuận Nguyễn ở Quảng Bình xem sản phẩm này gồm có gì. Và bác đã rất là tin tưởng, đã cọc trước 5 triệu đồng cho Nam Huy rồi đúng không ạ. Ok, đầu tiên đó là một sản phẩm chính hãng của EB Pro. Đó là con đẩy lên vang X8. Đây là một sản phẩm dùng rất là lành. Gần như cái chế độ hỏng hóc của nó bên em khi mà xuất ra thì gần như không có đối với sản phẩm EB Pro X8 này. Về cái chế độ, về những cái tính năng của nó như là DAC này. Đấy, giải mã DAC này, đúng không ạ? Make in Taiwan, chạy bằng DSP 64 bit này. Có chống hú, đầy đủ chống hú này. Echo Reverse này, tự động đúng không ạ? Đầy đủ hết. Và đẩy và vang. Đấy, trong một con sản phẩm đẩy lên vang này thì em đảm bảo cho các bác này có thể là trải nghiệm với con này thì cực kỳ hay. Chất âm và vang nhại của nó rất là tuyệt vời đối với con DXPX8 này của bên em. Bên em từ năm ngoái đến năm nay thì bán rất là chạy đối với sản phẩm này. Bởi vì sao? Giá tiền phổ thông và chất lượng của nó được đảm bảo là hai cái yếu tố mà cao nhất. Đặc biệt hơn, nó có một cái tính năng mà rất là quan trọng, đó là chống chập chống cháy cho tất cả mọi người. Khi mà các bác chập hai cái đầu dây vào thì chế độ của nó sẽ là tự ngắt. Đấy, thì đối với sản phẩm này thì bên em hiện tại đang có giá đó là 6 triệu đồng. Đấy, nhầm một chút sang con X10. Đây là con sản phẩm có giá là 6 triệu đồng các bác nhé. Nếu mà các bác mua rời ra một con vang hay cũng phải tầm 2 triệu, một con đẩy hay thì cũng phải tầm 4 triệu đúng không ạ? Thì đây sẽ là tích hợp rất là nhiều như là giải mã này, DSP này, reverb tự động này, đầy đủ hết, chống chập chống cháy trên một sản phẩm, đó là một con X8. Đây là sản phẩm đầu tiên trong cái bộ combo lần này. Tiếp theo đó là một sản phẩm súp. Đây là một sản phẩm súp chính hãng của EB Pro, và con này hiện tại là một sản trong những sản phẩm bán chạy nhất hiện tại của bên em, đó là 1520S. Đây là sản phẩm súp quốc dân. Giá cả rất là hợp lý, trên 4 triệu đồng một chút thì các bác có ngay một sản phẩm chính hãng và được bảo hành lên đến 2 năm, hỗ trợ bảo hành trọn đời, thay thế linh kiện trọn đời cho các bác. Đấy, giá là 4.300.000 đồng. Con này thì em đã lên sóng rất là nhiều những cái video chi tiết rồi đúng không ạ? Đấy, và thứ ba trong cái bộ combo lần này đó là một đôi JBL KI2020 siêu lướt của bên em. Về hình thức của con này thì vẫn giống như cái dòng của KI thôi. Đấy, nhưng tại sao nó lại siêu lướt và tại sao là cái giá của nó cũng gọi là tầm vừa đủ đúng không ạ, vừa tầm đối với tầm túi tiền, đó là 6.800.000 đồng. Thứ nhất đó là đời siêu lướt, nó chỉ dùng mới cách đây tầm một năm đổ lại. Và đặc biệt cái điểm siêu lướt thì các bác có thể ra đằng sau giúp em, có thể nhận dạng giúp em ở cái đằng sau này, đó là công tắc bật mở của nó đúng không ạ, công tắc bật mở logo, cái đấy đều nhận dạng tốt nhất và số seri đều phải khác nhau. Đấy, tiếp theo đó là những cái phần mà phân tích ở bên trong của nó, ví dụ như là tụ Zotac chở Pedic. Đấy, thì em đã làm rất là nhiều những cái video và có cả nguồn để cho chất âm nó hay hơn đúng không ạ, để ổn định chất âm nó hay hơn. Thì em đã làm rất là nhiều video về cái sản phẩm là KI2020 này rồi, và chất âm của nó rất là hay đúng không ạ. Với cấu hình combo lần này gồm có 3 sản phẩm như vậy, giá là 17.100.000 đồng. Không những vậy thì bên em còn khuyến mại cho bác đó là một bộ mic không dây chính hãng của công ty AZ Pro. Đấy, chính hãng của công ty AZ Pro. Đấy, có model là 393. Đấy, hiện tại mic này rơi vào tầm sấp xỉ gần 2 triệu đồng. Thì bên em sẽ khuyến mãi cho bác thêm, đang trong cái chương trình ưu đãi và khuyến mãi combo của bên em. Và tổng giá trị combo như em đã nói rồi chỉ có 17.100.000 đồng thôi. Và mời tất cả mọi người có thể cảm nhận qua về cái chất âm của cấu hình combo lần này nhé. Hoa tím buồn.
thân quen. Hàng cây xanh ngỡ ngàng, thương xuyên mình dơ dáng, chứ yêu đã lỡ làng. Về ngân khô khát sầu vương, hoa răng tím đường nhung nhớ, hoa còn đầy mất. Vâng, với tầm hơn 17 triệu đồng thì các bác có muốn một bộ karaoke gia đình hay thì có thể tham khảo qua cấu hình karaoke. Và gồm có một sản phẩm đẩy đền vang X8, một đôi loa JBL Kay 512 đời siêu lướt, một cục súp 1520S và bên em sẽ khuyến mại cho các bác một bộ mic trong cái đợt tri ân lần này. Đấy, và tổng giá trị của bộ combo lần này thì đó là hơn 17 triệu đồng thôi, giá rất là vô cùng hợp lý đúng không ạ? Và bây giờ em sẽ thử cho các bác qua một tiếng mic một chút. Một hai. Khi mà các bác nhìn thấy em, đằng sau em là loa, trên bên này là loa, thì tiếng mic của nó vẫn rất là sáng và đúng không ạ? Lên 1 2 3 4 5 6 7. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Lên đấy thì cực kỳ ok đúng không ạ? Chống hú gần như là tuyệt đối đối với sản phẩm này rồi. Đấy, em đứng cách mic gần như là chõ vào mic luôn. Đấy, bình thường hát karaoke là phải chõ lại ra như này đúng không ạ? Đúng không ạ? Chỗ mic ra nhảy thì mới bảo vệ được loa các bạn. Nhưng mà đây để em quay ngược lại luôn. Nhưng mà chống hú vẫn rất là tốt. Tổng combo lần này các bác có thể tham khảo qua. Và cảm ơn anh Nhuận Nguyễn đã ủng hộ đến Nam Huy Audio. Và thay mặt Nam Huy thì chúc anh có một cái bộ trải nghiệm karaoke gia đình cực kỳ tốt đối với những cái sản phẩm này nha. Và xin chào gặp lại tất cả mọi người ở những cái video lần sau ạ.